TikTok quyết không từ bỏ thị trường Indonesia. Lĩnh vực thương mại điện tử ở Indonesia hiện đang bị thống trị bởi các ông lớn như Tokopedia của GoTo, Shopee của Sea và Lazada được hậu thuẫn bởi Alibaba. Nhưng trong năm vừa qua, TikTok Shop đã bất ngờ vươn lên và trở thành mối đe dọa cho những ông lớn này. Tuy nhiên sau đó, chính phủ Indonesia đã tuyên bố cấm những nền tảng mạng xã hội, thương mại điện tử như TikTok vì lo ngại ảnh hưởng đến các doanh nghiệp trong nước. Tất nhiên, Indonesia là thị trường lớn nhất nhì của TikTok Shop nên không dễ gì doanh nghiệp này chịu từ bỏ miếng bánh béo bở. Nếu yêu thích video này, bạn hãy tải ứng dụng Sách Tin Gọn để ủng hộ nhóm nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. TikTok Shop núp bóng dưới tổ hợp mới. TikTok thuộc sở hữu của ByteDance của Trung Quốc, có 124 triệu người dùng ở quốc gia Đông Nam Á này và đang tìm cách biến cơ sở người dùng lớn đó thành nguồn doanh thu thương mại điện tử. Hãng tin Reuters cho biết TikTok đã quyết định mua lại mảng thương mại điện tử Tokopedia thuộc GoTo, vốn là công ty mẹ của Gojek. Cụ thể, TikTok sẽ mua lại 75,01% cổ phần của Tokopedia, nền tảng thương mại điện tử lớn nhất Indonesia, với giá 840 triệu đô la Mỹ. Các hoạt động kinh doanh của Tokopedia và TikTok Shop ở Indonesia cũng sẽ được hợp nhất thành thực thể Tokopedia hiện có, với các tính năng mua sắm trong ứng dụng TikTok ở Indonesia sẽ được vận hành và duy trì bởi thực thể mở rộng. Ngoài ra, TikTok cũng đã cam kết đầu tư hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ vào đơn vị mở rộng theo thời gian, cung cấp nguồn vốn trong tương lai mà doanh nghiệp yêu cầu. Thỏa thuận này sẽ cho phép cả TikTok và GoTo phục vụ người tiêu dùng và doanh nghiệp Indonesia một cách toàn diện hơn. GoTo sẽ được hưởng lợi từ sự phát triển của thực thể mở rộng và sẽ vẫn là đối tác trong hệ sinh thái của Tokopedia. Thông qua các dịch vụ tài chính kỹ thuật số, GoTo Financial và các dịch vụ theo yêu cầu Gojek, GoTo cũng sẽ nhận được nguồn doanh thu liên tục từ Tokopedia tương xứng với quy mô và tốc độ tăng trưởng của nó. Trong tương lai, TikTok, Tokopedia và GoTo đặt mục tiêu cùng nhau chuyển đổi lĩnh vực thương mại điện tử của Indonesia, hướng tới tạo ra hàng triệu cơ hội việc làm mới trong 5 năm tới. Giao dịch dự kiến sẽ kết thúc vào quý đầu tiên của năm 2024. Theo chuyên gia Gian Ganli của công ty nghiên cứu công nghệ Đông Nam Á Momentum Works, thỏa thuận GoTo TikTok là một bước đột phá. TikTok Shop sẽ có toàn quyền kiểm soát hoạt động, tính hợp pháp của việc vận hành thương mại điện tử và một số đồng minh hữu ích ở địa phương, Lee cho biết trong một phân tích. Ông William Junji, nhà tư vấn tại Rhodium Group cho rằng TikTok chắc chắn đang trông cậy vào thị trường thương mại điện tử Đông Nam Á với các nền kinh tế lớn như Indonesia để đạt được mục tiêu doanh thu toàn cầu đầy tham vọng của mình. Sau thông báo này, cổ phiếu của GoTo, công ty hoạt động kinh doanh bao gồm dịch vụ gọi xe, giao hàng và tài chính, giảm 8,3% do một số nhà đầu tư đã chốt lãi từ đợt tăng giá gần đây của cổ phiếu nhờ kỳ vọng về thỏa thuận với TikTok. Nhà phân tích Maximilianus Nicodemus tại Pilamas Investindo Securitas cho biết, chúng ta cần xem loại gián đoạn thị trường nào sẽ xảy ra sau mối quan hệ hợp tác này. Thế lực mới tại thị trường Đông Nam Á. Trên thực tế, TikTok đã nhanh chóng mở rộng trên toàn thế giới, không chỉ ở Mỹ và châu Âu mà còn ở Đông Nam Á. Indonesia đã trở thành thị trường lớn nhất của TikTok Shop kể từ khi ra mắt vào năm 2021. Nhưng TikTok đã gặp phải một rào cản lớn tại đất nước này. Theo cơ quan quản lý nhà nước Indonesia, với sức mạnh của thuật toán và chiến lược định giá sản phẩm linh hoạt của TikTok Shop, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ của quốc gia này khó lòng mà cạnh tranh nổi. Chính quyền của Tổng thống Joko Widodo sau đó đã đưa ra lệnh cấm các giao dịch thương mại điện tử trên các nền tảng truyền thông xã hội như TikTok và Facebook. Điều này cũng đồng nghĩa với việc người dùng sẽ không được phép mua hoặc bán hàng hóa, dịch vụ thông qua các nền tảng đó. Theo nhà phân tích Lee Chang Dong, lệnh cấm từ chính phủ Indonesia có thể là tín hiệu tốt cho các nền tảng thương mại điện tử khác, đơn vị ít phụ thuộc vào những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội để giao bán hàng hóa thông qua các video clip ngắn hoặc buổi phát trực tiếp. Lee nêu hẳn tên những nền tảng này gồm Shopee hay Lazada. Lee cho biết TikTok đã thử nghiệm thương mại điện tử ở Anh, Mỹ và các thị trường khác nhưng không có nhiều thành công. Mô hình này hoạt động tốt nhất ở Đông Nam Á, đặc biệt là ở Indonesia. Vì vậy, lệnh cấm chắc chắn sẽ có tác động lớn.
Theo một báo cáo của BMI cho thấy, thương mại điện tử chiếm tỷ lệ đáng kể trong tổng giao dịch trực tuyến tại Indonesia. Tính đến tháng 7 năm 2023, tổng giá trị giao dịch trực tuyến tại nước này đã đạt kỷ lục 160.000 tỷ IDR, tương đương 10,3 tỷ đô la Mỹ. Và trong tổng giá trị giao dịch trực tuyến 52 tỷ đô la Mỹ năm 2022, phía TikTok chiếm 5%. Theo báo cáo của Google, nhà đầu tư nước ngoài Singapore Temasek Holdings và công ty tư vấn Bain & Co, ngành thương mại điện tử của Indonesia dự kiến sẽ tăng lên khoảng 160 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030, từ mức 62 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Hiện Indonesia đang là thị trường lớn thứ hai của TikTok, chỉ đứng sau Mỹ. Tuy nhiên, nếu tính riêng TikTok Shop thì số lượng khách hàng Indonesia lại đứng đầu khi quốc gia này là thị trường đông dân thứ tư toàn cầu. Chính vì lý do này mà TikTok đã phải cố gắng bằng mọi cách giúp TikTok Shop hoạt động được tại quốc gia này. Sau thương vụ TikTok GoTo, việc tích hợp TikTok Shop vào Tokopedia sẽ cho phép ứng dụng này tiếp tục hoạt động ở Indonesia. Sự hợp tác mới này cũng cho phép TikTok khởi động lại các hoạt động thương mại điện tử ở Indonesia theo một cấu trúc hơi khác. Động thái này rất quan trọng để TikTok đi đúng hướng với các kế hoạch rộng lớn hơn của mình. Ngoài ra, việc hợp tác với tư cách là một thực thể kết hợp cũng có thể mở ra những cải tiến về hiệu quả hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau như mua sắm, hậu cần, thanh toán, v.v. mang lại lợi ích cho cả TikTok và Tokopedia trong cuộc cạnh tranh với đối thủ lớn Shopee để trở thành người dẫn đầu thị trường thương mại điện tử Indonesia và Đông Nam Á. Tại Indonesia, Shopee hiện đang dẫn đầu, trong khi Tokopedia đang bám sát phía sau nếu tính trên thị phần. Theo các nhà phân tích, thương vụ này được coi là đặc biệt tích cực đối với GoTo Group, tập đoàn đang tìm cách củng cố vị thế tài chính và chiến lược của mình sau khi chật vật kiếm lợi nhuận. Đầu tháng 3, GoTo đã báo cáo khoản lỗ ròng tăng 56% vào năm 2022 lên 2,6 tỷ đô la Mỹ từ 1,7 tỷ đô la Mỹ của năm trước. Khoản lỗ ngày càng lớn đã khiến GoTo phải chịu áp lực từ các nhà đầu tư và dẫn đến sự thay đổi trong ban lãnh đạo, với việc Patrick Waluyo thay thế Andre Suelistio làm giám đốc điều hành. Hãng tin Bloomberg thì cho hay những người buôn bán trên TikTok Shop sẽ được trở lại giao dịch vào ngày 12 tháng 12 năm 2023, thay vì buộc phải từ bỏ tài khoản như đã được thông báo trước đó sau quy định mới của chính phủ. Venugopal Garre, giám đốc điều hành tại Bernstein cho biết trên CNBC, sự hợp tác này khá thú vị nhưng đồng thời cũng là thời điểm đáng lo ngại đối với thương mại điện tử hoặc không gian công nghệ tiêu dùng ở Đông Nam Á, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nội địa. Đe dọa đến những ông lớn. Shopee, nhánh thương mại điện tử của tập đoàn Sea Limited, đang phải đối mặt với áp lực rất lớn từ sự hợp tác của TikTok và GoTo ở Indonesia. Kai Wang, nhà phân tích vốn cổ phần cấp cao tại Morningstar cho biết, sự hợp tác có khả năng gây áp lực lớn hơn cho Shopee khi công ty này vốn cũng đang gặp khó khăn trong việc duy trì lợi nhuận. Vừa qua, cổ phiếu niêm yết tại Mỹ của Sea đã giảm 5,33% xuống mức 37,87 đô la Mỹ. Công ty báo lỗ ròng trong quý 3 là 143,9 triệu đô la Mỹ, trái ngược với mức lãi ròng 331 triệu đô la Mỹ trong quý trước do công ty tập trung vào tăng trưởng thay vì lợi nhuận để bảo vệ thị phần. Theo chuyên gia Jiang Ganli của Momentum Works, thuần túy về sản phẩm thương mại điện tử, hoạt động và cạnh tranh, Shopee sẽ không thể đánh bại TikTok Shop. Họ cần một chiến lược thật rõ ràng để giành chiến thắng trong trò chơi này và chìa khóa chiến thắng có thể không nằm ở thương mại điện tử. Tờ Morningstar nhận định, do thương mại điện tử phát trực tiếp trên các nền tảng truyền thông xã hội như Kuaishou và TikTok đã phát triển nhanh hơn so với các nền tảng thương mại điện tử truyền thống gần đây, chúng tôi tin rằng Sea có thể sẽ phải đón nhận mức chi phí hoạt động tăng lên, biên lợi nhuận sẽ giảm sút trong trung hạn. Tại Việt Nam, TikTok Shop với tốc độ tăng trưởng chóng mặt đã chứng minh sức mạnh của mình khi vươn lên vị trí thứ hai về doanh số, chiếm 15,6% thị phần chỉ sau một năm hoạt động. Trong khi đó, Shopee ở vị trí độc tôn chiếm 65,4%. Các công ty lớn như Alibaba, Amazon và Shopee vốn chiếm thị phần lớn tại Việt Nam đã phải đối diện với thách thức không nhỏ từ sự phát triển nhanh chóng của TikTok Shop. Để không bị tụt hậu trong cuộc đua này, Alibaba, Amazon và Shopee đã đầu tư hàng trăm triệu đô la Mỹ vào AI và Machine Learning nhằm nâng cao khả năng cá nhân hóa trải nghiệm người dùng, tăng cường hiệu suất của hệ thống phân tích dữ liệu và marketing.
qua đó giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi lên đến 15%. Sự thay đổi này không chỉ là về công nghệ mà còn ở cách tiếp cận thị trường. Nhấn mạnh vào influencer marketing, với 70% người dùng TikTok cho biết họ mua hàng dựa trên khuyến nghị từ các influencer. Mặc dù vậy, TikTok Shop vẫn còn rất nhiều thách thức, cụ thể là mặt hàng chính hãng. Được biết, tỷ lệ hàng chính hãng trên TikTok Shop hiện không cao. Đây được xem là bài toán khó của nền tảng, bởi chất lượng luôn là một trong những tiêu chí hàng đầu để giữ chân khách hàng. Một trong những động thái mới của nền tảng này là việc bắt tay với tập đoàn Kido ra mắt nền tảng thương mại giải trí eChewy, phối hợp với các nhãn bán hàng chính hãng trực tuyến. eChewy kỳ vọng tạo ra sân chơi giải trí kết hợp mua sắm tổng hợp hơn, chuyên nghiệp hơn trên nền tảng social. Hơn hết, eChewy với quy mô lớn cam kết sẽ hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ SME đang dần phục hồi sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, có thể tận dụng nền tảng Logistics để tăng cơ hội kinh doanh trực tiếp với khách hàng. TikTok Shop cũng vừa chính thức ra mắt tính năng kênh bán hàng chính hãng TikTok Shop Mo tại thị trường Việt Nam. Mua sắm trên TikTok Shop Mo, người dùng được tiếp cận các sản phẩm chính hãng được đảm bảo 100% từ nhà bán và thời hạn trả hàng dài hơn. Ngoài ra, TikTok Shop Mo cũng hỗ trợ miễn phí vận chuyển toàn quốc và miễn phí đổi trả dễ dàng trong vòng 15 ngày. Các chuyên gia dự báo cuộc chiến thương mại điện tử năm 2024 không chỉ là một trận đấu về số liệu mà còn là một cuộc đua công nghệ, sáng tạo và chiến lược. Các gã khổng lồ trong ngành sẽ phải đổi mới không ngừng và thích ứng để giữ vững vị thế của mình trong một thị trường ngày càng cạnh tranh. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!